một ngày chỉ ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ở Thái Lan. Quá thật. Thì 90 bạn nghĩa là sáng giờ mình sẵn. Chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sunshine in Bangkok. Mình là Minh và hiện tại mình đang làm công việc marketing tại một ngân hàng thương mại Bangkok, Thái Lan. Ngày hôm nay thì mình được nghỉ vào ngày 1/5 và mình không có được nghỉ lễ 30 tháng 4 giống như ở Việt Nam. Nghỉ tới 3-4 ngày. Mình biết là có rất nhiều bạn ở Việt Nam đi du lịch nè, tầm khoảng các bạn nghỉ phép thêm 1-2 ngày nữa và đi du lịch cả tuần luôn, rất là canh tị. Nhưng mà dù sao thì mình chỉ được nghỉ có 1 ngày thôi nên mình quyết định là hôm nay mình sẽ ngủ xả láng luôn. Giờ là 12 giờ trưa rồi nha. Và nhiệt độ bên ngoài bây giờ đang là 37 độ, nhưng mà cái sự nóng của Bangkok thì nó sẽ cảm giác như là 42-43 độ gì đó. Nói chung là rất là nóng. Thì mình sẽ đi ra ngoài để kiếm cái gì đó ăn. Và hôm nay mình sẽ quay một cái thử thách, đó là một ngày chỉ ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ở Thái Lan. Nên là nếu các bạn thích video này thì đừng quên là để lại một cái bình luận ở bên dưới và nhấn like cho cái video này nha. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ lên đường đi kiếm đồ ăn thôi, mình đói quá rồi. Outfit ngày hôm nay của mình nói chung là không có gì cả, chỉ là một đồ đi chợ thôi. Mình luôn lúc nào cũng phải đem theo cái túi vải cùng với một cái nón, bởi vì thời tiết mấy hôm nay nó nóng lắm các bạn ơi, không có nón chịu nổi đâu. Ok, let's go. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó nắng như thế này đây, nắng khủng khiếp. Việc đầu tiên mình cần làm đó là mình sẽ đi rút một ít tiền nha các bạn. Ok, bây giờ mình đang trên đường đi ra xe và đẹp với mình. Nói chung là ở đây thì mỗi 500m là lại có một cái cửa hàng 7-Eleven. Và có thể là ngày hôm nay mình sẽ đi 3-4 cửa hàng luôn cho các bạn xem ha. Mệt luôn, mới vừa đi vô và may là hồi lúc nãy mình đi mình không có tắt máy lạnh á, mình vẫn chợt biết là đang bắt lại nhịp thở. Nóng quá. Hình như mình nghe đồn ở Việt Nam dạo gần đây là cũng nóng cỡ này trở lên thôi đúng không? Dạo gần đây thời tiết thật là khắc nghiệt. Ok, anyway, là bây giờ mình sẽ review những cái món mà mình đã mua nhé. Đầu tiên thì lúc nãy các bạn thấy là mình có mua một cái rong bỉ như thế này để mình ăn kèm với cơm. Thì mình nghĩ là cái bịch rong bỉ này mình không ăn hết trong buổi trưa ngày hôm nay đâu, mình sẽ ăn trong vài ngày tới. Thứ hai là mình mua một cái bánh này, kêu bánh gì ta, bánh quép hả, mình không biết nữa. Bánh như thế này đó. Thì mình rất là thích cái loại bánh này ở 7-Eleven luôn. Lần nghe mà vô 7-Eleven mà kiểu đói bụng á, mình cũng nghĩ tới cái bánh này đầu tiên luôn á, rất là ngon. Tiếp đến ha, món chính của mình này thì mình mua cái này. Đây là cơm lá hương nhu á, cơm lá hương nhu. Thì nói chung là tìm cái loại là thịt bằm, thịt gà bằm, nhưng mà mình không thấy. Cuối cùng là mình thấy cái thịt gà mà cắt miếng nhỏ 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 thì nó cũng ok. Cái này rất là ngon, mình đã ăn thử rồi. Vị đồ ăn ở 7-Eleven thì phải gọi là đỉnh của job. Rồi, tiếp theo thì tráng nguyện ngày hôm nay mình sẽ có cái này, là chè đậu xanh. Đó, thì mình sẽ đi bỏ cái chè đậu xanh này vô tủ lạnh để lát nữa nó lạnh
ăn sẽ nó ngon ha. Là cà phê của 7-Eleven. Thực ra cà phê 7-Eleven này nó không có ngon đâu, mà có một cái loại mà mình hay uống và mình thấy nó tạm ổn, đó là espresso. Đây là không phải là espresso kiểu của nước ngoài mà espresso kiểu Thái á, thì nó có cả cái sữa tươi với lại sữa đặc ở trong này nữa. Nhưng mà mình dặn người ta không có ngọt, không ngọt hoàn toàn luôn, hoàn toàn là không có một tí đường hay tí sữa ngọt nào trong này hết. Nên là mình về thì mình sẽ dùng cái đường stevia, tại vì dạo gần đây mình nói chung là tập sống healthy á, thì sẽ bỏ đường stevia một chút xíu vô. Bình thường mình cũng không có uống ngọt rồi, nên là cái lại mình sẽ dùng cái ống hút có thể sử dụng lại được. Đó mình mới chưa. Cái la bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Sẽ cho cái này xem. Wow, thơm. Thơm quá trời thơm luôn. Nói chung là đồ ăn ở 7-Eleven nó tuy là đồ ăn nhanh đó, nhưng mà cái vị người ta làm sao mà hay lắm. Nó không khác gì ngoài quán cho mấy luôn á các bạn. Nào. Các bạn nhìn thấy đây là gà nha. Còn đây là cơm, hạt cơm ở trong này nó cũng dẻo nữa. Mình đã ăn món này nhiều lần lắm rồi. Đó, hạt cơm. Và ngoài ra thì họ cho thêm một cái trứng ốc la như thế này. Vẫn ngon như mọi khi. Phần này hồi nãy mình mua như là 50 bạc hay nhiêu á, không nhớ nữa. Tầm khoảng 35 ngàn tiền Việt á. Mở nó ra cho các bạn xem nó như thế này nha. Hấp dẫn chưa? Wow! Rất ngon luôn. Đây là món tráng miệng của mình. Mình sẽ cho các bạn xem trong này có gì nha. Đậu xanh, dừa. Cái miếng dừa. Miếng dừa như thế này luôn mà. Rồi có khoai môn. Cái nước cốt dừa rất là đậm đặc. Ngon nè. Có khoai môn á thì nó sực sực. Dừa nó cũng kiểu sực sực. Và cái nó không có ngọt các bạn. Nó mặn mặn. Tại vì cái nước cốt dừa người ta làm nó mặn mặn nha. Và đó là bữa trưa ngày hôm nay của mình. Mình sẽ dắt các bạn đi ra cửa hàng vào buổi chiều nữa để ăn chiều ăn tối, và để xem là mình sẽ tổng kết lại ngày hôm nay mình chi bao nhiêu tiền để ăn ở cửa hàng tiện lợi ở Thái nha. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi chiều. Hello các bạn, bây giờ là khoảng 5 giờ chiều thì không, 5 giờ rưỡi rồi. Thì mình sau một ngày rất là năng suất của mình, ngày hôm nay thì mình đã xem được 3 tập phim trong bộ phim mà mình đang theo dõi đó. Được coi như một ngày năng suất chưa mọi người? Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra 7-Eleven để mua đồ ăn tối nha. Ok, let's go. Cái này nó rất là ngon, trứng hấp, và gà trứng hấp. Và một cái món nữa cũng rất là ngon, đó là hạt xì dừa, hạt xì dừa rai. Bây giờ mình sẽ lựa thêm đồ tráng miệng. Thì kombucha này cũng rất là thích, nhưng mà hôm nay thì có trà sữa này, có nên thử không ta? Thử cái này nha. Xem snack có cái gì ngon. Ở đây có snack vui quá vậy. Snack lab Thái rồi mọi người. Thử cái này chắc mắc cười lắm đó. Hôm sau mình sẽ quay một cái video để thử. Trong này có cái món lòng lặn. Cái tỷ
xanh này ngon quá vậy. Thấy nghe hả? Wow. Bà nhân viên họ sẽ thăm nóng lại thật thật. Ok các bạn, mà mình đã có đồ ăn rồi đây. Giờ thì đi về nha. Mình sẽ review những cái món mà mình đã mua trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì mình có cái trứng hấp. Món này cực kỳ yêu thích luôn. Nhất là khi mà mình mới vừa niền răng xong á, thì mình đau họng á, mình không ăn được gì hết. Thì món này là cứu cánh của mình. Và nó rất ngon, lát nữa mình sẽ review. Thứ hai đó là hạt xì hiểu. Cái này nó giống như là, nó thực ra rất là hủ tiếu xào á, nhưng mà người ta dùng cái cọng, nó giống như là cọng bự, giống như là bánh đa vậy đó. Mình không biết giải thích sao nữa. Tiếp theo là mình mua một cái chai trà sữa Thái có sẵn ở trong 7-Eleven. Cái này mình chưa uống được nào hết, bây giờ mình sẽ thử. Nói chung là do là mình mới niềng răng á, nên là mình nói chuyện nhiều nó sẽ bị đau. Mấy cái mắc cài á, nó sẽ cà vào trong cái miệng của mình làm cho mình đau. Nên là nhiều khi các bạn sẽ thấy là cái giọng của mình nó hơi bị đớt đớt. Nhưng thực ra đó là do là mình không có muốn nói tròn vành rõ chữ, nó sẽ bị đau á. Tất nhiên là có cái Oishi này rồi các bạn. Cái này thì mình nghĩ là mình có review trước đó rồi. Đây là cái trà mà mình rất thích luôn. Và nếu bạn nào mà xem phim Thái thì chắc là biết cái loại trà này nó rất là phổ biến, tại vì nó sponsor rất là nhiều phim Thái. Vẫn ngon như ngày nào, thơm nhẹ, ngọt nhẹ thôi. Thì nó kiểu giống như là trà ô long của mình á. Ok, giờ mình sẽ thử đổ cái trà sữa ra trước nhé. Mình có chuẩn bị một ly đá như thế này. Vừa đầy một cái ly đá của mình luôn. Ly này thì chắc 600ml. Wow, ngon nha mọi người. Nó khá là giống với vị trà sữa Thái bình thường mà mình hay uống. Để ý cái hiệu này nha. Hôm sau mà đi qua đây mà gặp thì các bạn có thể mua. Khá là ngon luôn ấy. Được rồi, mình đã có thêm một cái brand trà sữa mà mình có thể uống vào lần sau. Đây là món hủ tiếu. Đây là món hủ tiếu, mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Ở bên trong thì nó sẽ có cái cọng hủ tiếu nó như thế này. Hủ tiếu xào nó sẽ như thế này ha. Người ta gọi nó là phạt xì yếu. Là kiểu như người ta sẽ bỏ thêm dầu hào á, xì yếu như là dầu hào á. Hồi lúc mình mới qua thì mình không bao giờ ăn thử mấy cái món như thế này. Tại mình nghĩ là mình thấy cái màu nó không được hấp dẫn cho lắm á mọi người. Nó đen đen á. Nhưng mà nó ngon, ăn xong là dính luôn. Rất là ngon. Mình biết đó là người ta xào với dầu nhiều á nên là nó rất là béo, nhưng mà ăn vô cái cảm giác nó hòa quyện với lại cái cọng mì, nó rất mềm, nó thấm gia vị lắm, ngon quá. Trong này còn có thịt nữa nha, thử thịt. Thịt cũng rất là thấm nha các bạn. Hạt xì yếu ở 7-Eleven cũng ngon nữa. Mình chưa bao giờ ăn hạt xì yếu ở 7-Eleven nha. Mình chỉ ăn ở những quán thôi và người ta làm nóng sẵn, nhưng mà chỗ này công nhận là 7-Eleven họ làm như thế nào mình cũng không hiểu nổi nữa. Nhưng mà đồ ăn nó vị nó rất chuẩn nha. Giờ mình sẽ mở cái này. Món này thì không lạ gì với mình rồi. Cuốn cánh trong những ngày mới đi siết răng. Đây mọi người nhìn nè. Cái kết cấu của nó thì rất là mềm, giống như là tàu hũ vậy đó. Đây. Kiểu như nó vừa lắm mọi người. Nó không có bị nhạt nha. Vừa ăn lắm. Mềm mịn, súng xính, núng nín. Bên trong còn có thịt bằm nữa. Lâu lâu các bạn ăn xong thì các bạn sẽ cảm nhận được cái thịt bằm ở bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ tổng thiệt hại lại cái bữa ăn của nguyên cả ngày hôm nay ở 7-Eleven. Thì lúc sáng á là mình đi rút là 400 bạc đúng không? Thì bây giờ mình sẽ coi lại mình còn nhiêu tiền. Từ đó thì mình sẽ suy ra là mình đã xài bao nhiêu rồi. Bây giờ mình còn là 20, 40, 60, 80 bạc. Mấy đồng tiền lẻ nữa. Cho 10 đồng nữa đi, 90 bạc. Thì 90 bạc nghĩa là sáng giờ mình xài hết 310. Ok. Thì 310 bạc cho một ngày thì tính ra là một tháng mình xài bao nhiêu ta? 3 x 30 là 9.000. 9.000 bạc cho tiền ăn uống. Thì mọi người thấy là nó có cao hay không?
và mình cũng không biết là các bạn còn lại thì các bạn ở Bangkok các bạn sẽ chắc là các bạn sẽ xuyên nấu ăn hơn, hoặc là các bạn ăn uống ở những cái quán ở chợ thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình muốn thử thách để xem một ngày mình ăn ở 7-Eleven nó sẽ như thế nào. Và nếu các bạn thích video này của mình á thì lần sau á mình sẽ làm một chuỗi những cái video khác. Nếu các bạn cảm thấy thú vị thì nhớ là để lại một cái bình luận ở bên dưới cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau. Mình có một cái dự án cá nhân có tên là Trải nghiệm du lịch Thái Lan cùng Sunshine. Và cho những bạn chuẩn bị đi du lịch Thái Lan lần đầu mà các bạn chưa biết đi đâu thì các bạn có thể liên hệ mình và mình sẽ giúp cho các bạn lên cái tour riêng dành cho các bạn. Đồng thời thì sẽ có người trong team mình hoặc là mình sẽ đi cùng các bạn trong những ngày mà các bạn ở Thái Lan luôn.